Chào bạn, hôm nay mình hướng dẫn bạn có màu về cái câu clip trên hôm nay là son 7 son 7 gọi là hợp âm cái bạn quay về ha, dominant chord. Cái câu clip này thì nó mang âm hưởng ra một tí nhưng mà nghe nó rất là đã ha. Thì cơ bản cái câu này đầu tiên các bạn đánh cái arpeggio của cái son 7 mà thôi. Son 7 nó gồm có các nốt gì các bạn? Son, Si, Re và Fa. Fa trên này. Và các bạn đánh ở đây vẫn được. Đó. Thì chúng ta coi là Son, Si, Re, Fa. Thì đầu tiên các bạn đánh arpeggio từ trên xuống dưới của nó như sau: Son, Si, Re, Fa. Son, Si, Re, Fa, Son. Đó, thì câu rồi chúng ta đánh như vậy thôi ha. Tiếp theo các bạn đánh lại ngang ngang 6. Các bạn có 6 3 4 5. À, cảm ơn. Các bạn nghe mấy cái chromatic note này thì nghe nó ra mùi già ngay ha. Sau đó bạn đánh lại ngang 3. Chúng ta tương tự 5 2 3 4 2. À, lại câu trước đó nha. Đánh từ đầu đó. Đầu lại nghe nó la ngang 2 ha. À, thì chúng ta chạy ngược lại thôi. Ngày sau đó các bạn giống như đánh scale ngược lại thôi: Son, Fa, Mi, Re, Do, Si, Son. À, có la mới Son nha bạn. Rồi, chúng ta đánh lại từ đầu ha, chậm nha bạn. Đó. Thì cái câu son 7 này á nghe nó cũng rất là đã đúng không? Và các bạn nói rằng nếu câu này mình áp dụng ở những cái ngăn khác thì được hay không? Hoàn toàn được, các bạn thấy cái nốt gốc là son là đúng không? Bây giờ ví dụ mình áp dụng cái la 7. À, mình la 7, mình tăng lên thôi. Ồ, cũng hay đúng không? Đó thì các bạn thấy xác định được nốt gốc. Và chúng ta có thể tăng lên và các bạn đánh những cái câu tương tự vậy, nghe cái mùi da cũng rất là hay ha. Thì các bạn có thể thấy là những cái nốt mà chromatic thì nghe nó lạ. Nói chung là nếu mà âm nhạc da thì cái đó rất là bình thường, còn nếu các bạn đánh kiểu bóp truyền thống hay là kiểu âm nhạc bình thường của mình thì ít khi thấy sử dụng cái việc đó. Chúng ta nghe nó hơi là lạ tai, nhưng mà các bạn nghe đi nghe lại các bạn thấy là nó rất là chất và nó rất là đặc biệt ha. À, hãy ủng hộ Amigo Guitar Shop với những cái đàn rất là đẹp ha. Cái này custom gỗ cảm ơn rất đẹp các bạn. À, giá cũng cực tốt luôn, có thể liên hệ tại cái comment đầu tiên mình để giá tặng kèm bao da hay biết. Free ship tại Thành phố Hồ Chí Minh, các nơi khác mình giao hàng toàn quốc nhé các bạn. Hãy ủng hộ Guitar for Freedom và Đồng Khoa. Hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.